Hello, hello mọi người. Rồi, chúng ta lại học tiếp bài học tiếp theo. Những bài học này nó cũng ngắn ngắn thôi, đơn giản thôi. Chúng ta chủ yếu là chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức làm, đúng không? Thì một cái giải pháp, một cái nhóm giải pháp tiếp theo để mà giảm thiểu cái thiệt hại, cái hậu quả của khủng hoảng truyền thông xảy ra. Thì cái nhóm này tôi gọi là nhóm số 3, nhóm các cái giải pháp về mặt pháp lý. Theo kinh nghiệm của tôi và theo lời khuyên của tôi, tôi cũng đọc rất nhiều các cuốn sách về xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc là khủng hoảng truyền thông bằng tiếng Anh, hoặc là một số những cái tài liệu ở trên mạng tiếng Việt. Ở Việt Nam thì những cái tài liệu này rất là hiếm có nhưng mà rất là ít. Và thực tế là tôi cũng theo dõi rất nhiều các vụ việc trong nhiều năm trở lại đây liên quan đến các cái doanh nghiệp, các cái cá nhân mà bị khủng hoảng truyền thông. Chúng ta thấy rằng là có nhiều cái vấn đề. Thì tôi thấy rằng là các anh chị và các bạn thường bỏ qua hoặc là không để ý sử dụng cái nhóm giải pháp liên quan đến pháp lý, đúng không ạ? Thì nếu như mà các anh chị mà chưa có cái khái niệm này, hoặc là bỏ qua hoặc là coi nhẹ, thì các anh chị nên lưu ý cái giải pháp này, bởi vì đây là cái giải pháp rất là tốt. Thế nhưng mà nếu mà các anh chị đã làm rồi thì xin chúc mừng các anh chị, được chưa ạ? Thế thì cái ý tưởng của tôi về giải pháp là như này, rất đơn giản này. Thứ nhất là các anh chị nên có trong tay những cái mối quan hệ với những cái luật sư uy tín trong cái lĩnh vực của mình nhá. Khi khủng hoảng truyền thông xảy ra thì thường đó là những cái vấn đề liên quan đến truyền thông về pháp lý liên quan đến thương hiệu, liên quan đến vấn đề về sở hữu trí tuệ, hay là liên quan đến tranh chấp, liên quan đến bản quyền, vân vân. Đấy, tóm lại là gì? Mình phải đặt ra câu hỏi là nếu như công ty tôi xảy ra vụ việc, xảy ra sự cố, xảy ra khủng hoảng, thì tôi sẽ gọi điện cho những luật sư nào người ta có chuyên môn về lĩnh vực này. Thì các bạn nên có trong tay những cái danh sách luật sư hoặc văn phòng luật sư. Đấy, bằng cách là các bạn lên mạng tìm kiếm, hoặc là thông qua các cái đoàn luật sư của thành phố, đúng không? Mình có thể là gặp gỡ, mình đặt câu chuyện đây là một cái business thôi, một cái công việc làm ăn thôi, cũng chẳng phải là tôi phải quan hệ gì cả để lấy mối quan hệ, không phải thế. Chỉ đơn giản là gì? Tôi biết anh biết tôi, đúng không? Và tôi đặt câu chuyện, lại lưu số điện thoại của tôi vào. Sau này là nếu tôi có vụ việc thì tôi sẽ gọi và tôi sẽ trả phí, trả thù lao đàng hoàng, đúng không? Tất nhiên là mình đối đãi tử tế, chân thành với người ta thì người ta sẽ nhiệt tình, người ta sẽ giúp đỡ và thậm chí là miễn phí. Cái đấy là việc của các bạn nhá. Nhưng mà tôi đưa ra cái lời khuyên như vậy. Đấy. Thế thì giả sử một số những tình huống khủng hoảng nó xảy ra thì các cái luật sư có thể gửi các cái đơn thư yêu cầu cho các bên, đặc biệt là những cái bên mà người ta bêu xấu mình, người ta đưa thông tin truyền thông không chính xác về mình, hoặc các cá nhân hoặc các tổ chức đó. Đấy, đang tham gia tấn công mình, đang tham gia chia sẻ nội dung của mình để làm gì? Có thể là làm cho họ cảm thấy là hoang mang, sợ hãi, họ phải dừng lại, họ phải xem vấn đề là gì, hoặc là thậm chí là họ thấy rằng là đúng là khi mà luật sư họ làm như vậy thì họ cái đơn vị đưa tin thì nó sai. Chẳng hạn như là tôi kể với các bạn một cái ví dụ có thật là một cái đài truyền hình, một cái kênh truyền hình là đã quay một cái video nói về một cái khóa học dạy làm giàu, tất nhiên là thầy Phan Anh là không dạy làm giàu, thầy Phan Anh là chỉ dạy chuyên môn, dạy làm nghề, đúng không? Dạy bán hàng, dạy bán hàng trên Facebook, dạy quảng cáo, rồi dạy xử lý khủng hoảng truyền thông, dạy sale. Thầy Phan Anh không dạy làm giàu, cứ làm theo đúng những cái thầy Phan Anh dạy thì sẽ giàu, đúng không? Bán được hàng thì sẽ giàu thôi, kiếm được tiền thì sẽ giàu thôi. Thế thì quay lại với cái vụ đó thì tức là cái lớp học thì cứ như lên đồng ấy, lúc nào cũng hô là tôi thế này, tôi thế kia, tôi sẽ kiếm được 1 triệu đô, tôi sẽ kiếm được hàng tỷ đồng, vân vân. Thế thì đấy là cái trò mà hiện nay là thị trường đang rất là tẩy chay. Quay cái không gian cái buổi học đó đưa lên gọi là bóc phốt, đúng không? Thế thì sau đó thì cái diễn giả này đã mời luật sư và đã yêu cầu là không được phát sóng, cũng như là phải xóa cái nội dung này trên kênh YouTube và những cái trang web của mình, bởi vì đã vi phạm bản quyền, rằng là
cái video mà họ quay cái buổi hôm đó, và cái hình ảnh hôm đó, cái logo, cái thương hiệu hôm đó, đấy chính là cái bản quyền của họ. Họ căn cứ vào một cái lý do như vậy để họ yêu cầu bên 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 đài truyền hình đó phải dỡ cái nội dung đó. Và như vậy là rất là tốt cho cái vị diễn giả này. Đây là một cái giải pháp tốt các bạn nên áp dụng. Thế còn tất nhiên tôi cũng không nói rằng là bên nào đúng, bên nào sai. Tôi không bàn luận về chuyện đó, tôi chỉ nói về có một cái giải pháp như thế. Được chưa ạ? Vâng, thì các luật sư giỏi, những luật sư có kinh nghiệm, người ta sẽ tìm ra được những cái giải pháp phù hợp cho mình, và người ta sẽ yêu cầu các bên thứ ba có thể sẽ phải tạm dừng hoặc là xóa hẳn và không bao giờ được phát hành những cái nội dung như vậy nữa. Và điều đấy rất có lợi cho những cái đối tượng hoặc là những cái cá nhân tổ chức đang bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng truyền thông. Hoặc nếu mà mình không xử lý tốt thì vụ việc đấy nó mới xảy ra khủng hoảng truyền thông. Tôi đánh giá cái cách họ làm trong cái trường hợp đấy, cái vụ việc đấy là vụ việc có thật, các bạn lên Google các bạn search. Trong cái video bài học thì tôi không thể nêu là đấy là vụ việc của diễn giả nào, của thương hiệu nào, nhưng mà các bạn có thể hình dung ra cái phương pháp làm, đúng không? Và cái nhóm thứ ba, trong cái nhóm giải pháp về pháp lý này, cái cách thứ ba đấy là chúng ta cũng sẽ làm việc với các cơ quan công an, cảnh sát điều tra, an ninh văn hóa, đúng không ạ? Có thể giải quyết khủng hoảng một cách rất là hợp lý. Trong trường hợp mà mình là người bị hại, mình bị khủng hoảng nhưng mình là người bị hại, hoặc là mình có thể cũng là có tội đấy, có lỗi đấy, có sự cố đấy, mình cũng đáng bị phải vấn đề như vậy đấy. Thế nhưng mà với cơ quan an ninh hoặc là công an thì họ sẽ giảm thiểu được cái việc thiệt hại cho chúng ta, nhất là những cái tin tức mà dạng tin tức giả, tin tức loãng, tin tức không đúng sự thật. Tôi đang bị đánh giá về một cái sự cố như thế này. Ví dụ như là ông Phan Anh đang bị trên mạng đang đồn thổi một cái chuyện ABC gì đó. Thế nhưng mà những cái tin giả nó đưa về cái chuyện XYZ 1234 thì các cái đơn vị luật sư, an ninh, công an vân vân nó có thể giảm thiểu được những cái vấn đề liên quan đến XYZ 1234. Còn cái ABC đó là cái sự thật rồi thì mình không thể nào phủ nhận được, đúng không? Còn nếu mà mình không có thì mình có thể phủ nhận được hết. Thì đấy là một số những cái mà tôi chia sẻ với các anh chị. Vâng, kết luận của tôi là gì? Các anh chị nên có trong tay danh sách một số những luật sư thân thiết. Đấy. Nên ăn nhậu, chơi bời với họ, có contact, email, số điện thoại, Facebook của họ để có thể cầu cứu 247, đúng không? Cũng làm việc với một số các cơ quan, cảnh sát điều tra viên, ví dụ như là an ninh văn hóa hay là cơ quan điều tra cấp xã, cấp huyện, thậm chí là cấp tỉnh. Đấy, thì chúng ta kết hợp như vậy để làm sao để nếu sự việc của chúng ta có thể xảy ra thì chúng ta có thể tìm được những người có chuyên môn, có quyền lực để người ta có thể tư vấn cho mình, người ta có thể giúp đỡ mình một phần nào về mặt tình cảm và có thể hỗ trợ mình về mặt công việc nếu như mình đúng. Còn nếu mình sai thì chịu rồi, đúng không ạ? Và ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.